Quý ông lập kỷ lục khó đỡ quan hệ với 57 phụ nữ chỉ trong vòng 24 giờ. Mới đây, một quý ông 34 tuổi người Singapore đã phá vỡ kỷ lục thế giới bằng việc quan hệ với 57 phụ nữ chỉ trong vòng 24 giờ. Đây là một cuộc thi hàng năm do một nhà chứa ở Paraguay, Cộng hòa Séc tổ chức. Người đàn ông đã từ chối tiết lộ danh tính và tâm sự rằng anh đã phải tập luyện rất chăm chỉ để có được ngày hôm nay. Anh rất vui mừng vì đã phá vỡ kỷ lục quan hệ với 55 người phụ nữ trong vòng 24 giờ của ngôi sao phim khiêu dâm đã lập trước đó. Anh này cũng cho biết, tôi cũng hơi nghiện tình dục một chút và khi tôi biết nhà chứa này đã tổ chức cuộc thi để lập kỷ lục thế giới, tôi đã đến đăng ký và dự thi. Tôi thực sự nghiêm túc và tập luyện như một vận động viên để chuẩn bị cho cuộc chạy marathon này. Và ở một số khía cạnh khác, việc quan hệ với nhiều người như thế này thậm chí còn khó hơn nhiều môn thể thao chuyên nghiệp. Sự kiện kỷ lục thế giới này bắt đầu vào lúc nửa đêm. Các phụ nữ từ các nhà chứa khác cũng được huy động để anh có đủ đối tác để thực hiện kỷ lục của mình. Đến sáng hôm sau, người đàn ông này đã ngủ với tổng cộng 29 người. Anh cũng chia sẻ với một nhà báo, sau người thứ 29 anh bắt đầu bị chuột rút. Tuy nhiên, một nhà vật lý trị liệu đã xoa bóp cho anh và giúp anh bớt khó chịu. Thế lệ của cuộc thi là thí sinh không được uống bất cứ loại thuốc kích thích hay cương dương nào và anh đã vượt qua bài kiểm tra chất kích thích trước đó. Kỷ lục gia này cũng tuyên bố rằng mình có biện pháp tự nhiên để luôn khỏe và sung mãn, nhưng xin phép được giữ bí mật. Một thể lệ khác là mỗi thí sinh sẽ phải xuất tinh ít nhất 50 ly tinh trùng và các giám khảo sẽ đến đo lường vào cuối mỗi lần quan hệ. Một sự thật rất hài hước là các giám khảo sẽ có cách đo lường của riêng mình. Kỷ lục gia cũ của kỷ lục này là một diễn viên phim khiêu dâm với thành tích quan hệ 55 phụ nữ trong vòng 24 giờ vào năm 1983. Trong nhiều năm, nhiều người đã cố gắng phá kỷ lục này nhưng đều thất bại cho đến khi huyền thoại người Singapore này xuất hiện. Ngay cả các trọng tài cũng khẳng định rằng họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai đó sẽ phá được kỷ lục này. Vì vậy, ngay khi đến 11 giờ trưa hôm đó, người đàn ông đã quan hệ thành công với 56 phụ nữ và đã quyết định sẽ quan hệ tiếp với một người nữa. Sau đó, kỷ lục gia đã được đưa ngay đến bệnh viện để điều trị. Bác sĩ nói rằng quan hệ quá sức có thể dẫn tới tổn thương nghiêm trọng. Hy vọng kỷ lục gia sẽ được an toàn sau khi phá vỡ được kỷ lục khó đỡ này. Điều đáng buồn là sau khi quan hệ với 57 cô gái, người đàn ông này được di chuyển tới bệnh viện ngay lập tức. Ông ta phải đối diện với hàng loạt những nguy cơ về sức khỏe do quá sức. Không những thế, ông ta còn có thể bị nhiễm HIV do quan hệ với những cô gái mà quá vội không sử dụng bao cao su.